Rồi em chào mọi người nhé. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay kênh YouTube của em. Thì hôm nay thì em cũng có kèo đi giao lưu cá mọi người. Đó, kèo giao lưu kỳ này là một bé bối ha. Giao lưu với lại hai bé ngân nè mọi người. Thì hai bé ngân này size rất là to luôn. Một bé này là size khoảng 60 hơn nè mọi người. Đó, mọi người thấy cá rất là chuẩn chỉ ha, bản rất là to luôn. Rồi còn bé này là size khoảng 56 ha. Nó bị bõm lưng với lại đầu nó quặp xuống như rắn mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn, bản rất là to luôn mọi người. Thì hai bé này thì mọi người thấy cá lớn mà rất là chuẩn chỉ ha. Đó, còn cái phần màu sắc á, thì do đang đánh đèn hồng nên mọi người thấy thì nó hơi không được vàng lắm. Nhưng mà tí em sẽ bắt cái bọc cho mọi người xem ha. Thì anh khách anh còn một con cá rất là xịn nè mọi người. Đó, mọi người thấy đã không? Màu nó là màu cực kỳ khiếp luôn ha. Đỏ ớt luôn mọi người, đỏ rất là đậm luôn. Cặp càng siêu dài luôn, nhìn nói chung là nhìn nó ngoài phê lắm mọi người. Đó, đuôi thì đuôi lửa nè, đuôi rất là to luôn ha. Thì bé này anh khách anh cũng nuôi để trấn trạch đó mọi người. Đó, cá rất là đẹp luôn, nhìn rất là mê. Thì em cũng đóng xong hai bé ngân rồi nè. Đó, nhìn rất là vàng ha. Thì đóng thì cũng thả lấy bé bối ra nữa. Đó, bé bối thì nói chung là mới thả ra mà mọi người thấy body rất là căng ha. Càng dài đuôi tam hoa rất là to nè. Đó. Hồ này là 1m55 hay nên mình nuôi hai bé là bình thường ha. Đó, anh em mình có thể tách kiến nha. Thì kế bên có một bé huyết size 60 nữa. Còn anh em nào mà mình muốn sở hữu cặp ngân thì cứ liên hệ với em ha. Giá nói chung là giá cũng yêu thương thôi. Rồi ok, thì đợt này em cũng có đi lựa thêm được một số bé huyết nè mọi người. Mấy bé này thì size tầm khoảng 20 đến 22 cm ha. Body đuôi càng rất là đẹp luôn. Thì anh em nào mình muốn trải nghiệm cái dòng huyết long á thì có thể liên hệ với em ha. Các bé này là em đang bán đồng giá là 6.8 nha mọi người. Đó, anh em là muốn sở hữu liên hệ với em, nhận giao lưu nâng cấp luôn. Rồi ok, thì bé đầu tiên nha mọi người. Thì bé này là ô số 1 ha. Thì chung là cá em về được khoảng 4 đến 5 hôm rồi mọi người. Đó, cá là bảo đảm là khỏe mạnh, ăn uống khỏe mạnh tới tay mọi người luôn ha. Còn cái vấn đề là mắt môi á thì anh em cứ yên tâm, cá này em đi lựa từng con luôn chứ không phải là em bắt bầy đâu, nên mọi người cứ yên tâm ha. Cá giao tới mọi người là chuẩn chỉ hết luôn. Còn cái tật lỗi em sẽ, nếu mà có tật lỗi gì em sẽ nói trước ha. Rồi, bé này thì mọi người thấy trên clip thì ăn uống rất là sung luôn, đầu muỗng nè, càng dài đuôi tam hoa rất là to, rất là đỏ ha. Đó, bé nào thì nói chung là đuôi cũng rất là đỏ luôn. Huyết long là nó phải vậy nha mọi người. Thì đối với em á mọi người, cái tiêu chí mà để lựa được một bé cá đẹp nè, đó là đầu tiên là mắt môi phải chuẩn nè, đồng muỗng càng dài ha, đặc biệt là ba cái khâu đuôi mọi người, cái khâu đuôi nó phải to đều nè, đặc biệt là nó phải khít đó mọi người, thì sau này thì cái tương lai của nó phát triển lên rất là đẹp luôn. Đó, nên mọi người cứ yên tâm, em mà đi lựa cá thì bé nào thì nó cũng như vậy hết ha. Rồi sang bé thứ hai, bé này cũng size khoảng 20-22 mọi người. Ở người thấy thì khâu đuôi rất là đỏ đều ha, to nữa nè. Đó, cá là sung nè, ăn uống nói chung là cũng rất là ngon lành nè. Các bé này à, em dưỡng hết rồi mọi người. Thì anh em nào mà mình ưng được bé nào thì cứ liên hệ với em. Thì mỗi bé em sẽ quay sơ cho mọi người tầm khoảng 30 giây ha, 30 giây đến 1 phút đó mọi người. Đó, còn anh em nào mà mình muốn bắt ra hồ riêng á để mình quay kỹ hơn thì cứ liên hệ ha. Em sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Môi càng rất là đỏ ha mọi người. Đó, em thì em đang quay vào một cái đèn đèn thường thôi, nói chung là đèn margin thôi mọi người. Thì em thấy bé này á, cái phần má của nó lên được cam cam mà mọi người. Đó, anh Kim nói chung là leo cũng rất là cao luôn, hậu nở đuôi to rất khích ha. Thì anh em nào ưng cứ liên hệ với em. Rồi ok, thì bé này là bé số 3 nha mọi người. Thì bé này thì nói chung là nó cũng vậy thôi mọi người. Đó thì cũng không có biết nói gì hơn. Thì bé nào thì nó cũng là đồng muỗng càng dài đuôi to hết. Đó, còn anh em nào mà mình thấy ưng mắt được bé nào thì có thể liên hệ với em. Đó, để mình chốt sớm ha. Tại vì em chỉ về thì đợt này em chỉ về thì có mấy bé thôi mọi người. Thì bé này thì em thấy là nó body nó cũng ngắn nè mọi người. Thì anh em nào mà thích cái dòng mà body nó ngắn ngắn á, sau này mình cho ăn nó nhìn nó rất là lực á, thì mình có thể tham khảo bé này ha. Thì bé này cũng là bé cuối cùng ha. Ở bé ô thứ tư ha anh em. Thì bé này nói chung là body điểm rất ok ha, hậu nở nè, đầu muỗng đuôi càng nói chung là rất là to, là dài ha.
Được cái là cái nếp ăn của cái con này nó phải nói là rất là sung luôn. Thì anh em mình có thể thấy trên màn hình là em quăng con sâu vô là nó dí nó đớp liền ha. Cá chung là anh em mình về mình nuôi á, thì mình thích nhất là lúc cho ăn á, mấy bé mà cái nếp ăn của nó sung như vậy á, thì lúc mà mình cho ăn mình nhìn rất là khoái luôn. Đó. Đó, bé này cũng là đồng 6 của 8 luôn nha anh em. Đó, nhận giao lưu nâng cấp trao đổi luôn. Còn anh em mình nào mà mình muốn nâng cấp á, thì em sẽ hỗ trợ tới nhà bắt luôn nha. Nếu mà ở xa quá thì anh em có thể gửi cá lên cho em. Rồi em nhận cá ok, em sẽ đóng cá xuống cho mọi người. Với một phần nữa là cá rồng này á, là em không có nhận ship code nha. Tại vì mặt hàng này là cá sống mọi người. Nên thì gửi đi á, thì tỷ lệ quay đầu nó là không được ha. Nếu quay đầu về cá khả năng sống rất là thấp luôn. Bởi vậy khi em nhận tiền đủ em mới chuyển chuyển cá được nha. Rồi ok, sang bé tiếp theo nha anh em. Thì bé này là một bé king sọt ha. Đó, thì size bé này tầm khoảng 12 đến 13 cm. Nói chung là gù rất là cao nè. Thì anh em có thấy là gù rất là cao ha. Ở đuôi càng chung là rất ok luôn. Khấu đuôi cục là mắt đen 100% nha. Đó, không nói không với mắt kim cương hoặc là hộp cườm nha mọi người. Nói chung là cá là em bao chuẩn luôn, bao lỗi ha. Thì bé này thì em về được khoảng mấy hôm rồi. Đó, nói chung là gần 1 tuần rồi mọi người. Cá ăn uống rất là ok, rất là ngon lành luôn. Do cái hồ em chiều ngang nó cũng hơi dài mọi người, nên mọi người có thể nhìn không rõ, thì để em quay gần lại cho mọi người xem ha. Thì đây, ở body chung là rất ok ha mọi người. Đầu gãy nè, ở gù cao, càng rất là to ha, càng to dài nè. Đuôi lửa rất là khích luôn. Thì bé này được cái là 7 ITL nữa. Đó, thì anh em mình chơi phong thủy thì chắc cũng đã biết cái ITL ha. Nó xuông được một đường thẳng luôn mọi người. Thì anh em nào mà mình quý bé này á, thì có thể tham khảo ha. Bé này thì em muốn chia sẻ là cho anh em mình với số lúa là 15 củ nha. 15 củ cho một bé king sọt rất là đẹp ha. Rồi ok. Thì sang bé tiếp theo nha anh em. Thì bé này là một bé hồi trước khách mua là full full Hermes blue ha, blue bay á, nhưng mà khách chơi phong đen thì cái vấn đề tuột lưng đầu nó sẽ có ha. Nhưng mà mọi người thấy thì cánh kim bé này với nó là rất là sáng luôn, màu của nó rất đậm luôn ha. Mặc dù bé này size mới khoảng 42 43 cm gì vậy? Đó, nhưng mà cái tố chất của nó là cực kỳ tốt luôn. Cái viền vảy của nó là rất là vàng mọi người. Đó, với lại cái lồng vảy là nó tím đậm luôn, chuẩn blue luôn ha. Thì mắt môi bé này rất là chuẩn luôn. Đó, đầu muỗng nè. Mắt thì nếu mà anh em mình biết á, thì cái này gọi là mắt ếch ha. Thì những bé mà mắt ếch á, thì khả năng mà sệ mắt á, là hầu như là rất là thấp mọi người, hoặc là không có luôn. Đó, nên anh em mình chơi thì cứ không sợ dư môi sệ mắt gì ha. Thì bé này được cái là body như sọt nha mọi người. Bản rất là dày luôn. Đó, cái lưng này rất là to ha. Viền vảy nói chung là rất là đậm luôn, nhưng mà tiếc hiện cái thì bé này nó bị mẻ một ít vảy do khách cũ nuôi muối nhiều mọi người. Ở thì em sẽ không khuyến cáo anh em mình nên chơi cá rồng nhưng mà bỏ muối nhiều ha, trừ khi nào mà mình chữa bệnh thôi, để tránh cái trường hợp mẻ vảy. Nhưng mà đối với bối á, thì cái chuyện mẻ vảy này nó sẽ không quan trọng ha, tại vì huyết thì nó cần màu nhưng mà bối thì nó không cần ha. Bối thì màu nó đã có rồi mọi người. Thì để em quay thêm cái lưng ha. Thì anh em mình thấy thì cái bản lưng nó rất là to dày luôn, nhưng ngoài nhìn nó cũng đã lắm mọi người. Ánh kim là tím xanh vàng là có đủ hết ha, chung mình rất là đẹp luôn. Thì bé này thì muốn chia sẻ lại cho anh em mình với số lúa là 5 củ nha. Anh em nào yêu thì cứ liên hệ với em. Rồi ok, sang bé tiếp theo ha. Thì bé này là một bé bối, size bé này tầm khoảng 53 đến 55 cm đó. Nó body semi sọt rất là đẹp luôn. Bé này là đầu muỗng nè, mắt môi chuẩn chỉ nè mọi người. Đó, râu dài càng dài cong ha, móc như là cái lưỡi câu luôn, cá rất là sung luôn. Thì anh em mình có thể thấy là ba cấu đuôi của bé này rất là to ha, tròn nè, đó chuẩn là đuôi tam hoa luôn ha. Nói chung là lâu lâu thì mới săn được một em hàng, phải nói là rất là ưng ý luôn mọi người. Đó, đầu đen chỗ hoa thị nữa nè, mắt môi phải nói là sắc rạc luôn, không có gì để chơi luôn. Nói chung là bé này là anh em mình đưa vô hồ lớn mình chơi là hết sảy luôn mọi người. Nó lên mà nó căng nó múa rồi thôi luôn. Hộ em mà có 50 á thì nó nhìn nó kiểu là không được thoải mái lắm. Bé này thì anh em mình về là em bao chơi mỗi phong nền luôn, tại vì cái lồng vảy nó cũng
có ánh tím mọi người, với lại nó cũng muốn full, nó lồng vẫy rồi. Đó, thì phông trắng, phông đen, phông xanh này anh em mình có hồ nào chơi hồ đó thì được hết ha. Ở bé này thì em muốn chia sẻ là cho anh em mình với số lúa là 7.5. Thì anh em nào mà ưng ý á, thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để góc trái màn hình nha. Đó, chỉ 7.5 cho một bé bói, phải nói là body cực đẹp luôn. Đó, bé này mà không chơi nữa là nói chung là cũng không biết chơi bé nào luôn mọi người. Rồi ok, thì anh em nào mà ưng thì cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo để góc trái màn hình nha. Rồi ok, sang bé tiếp theo ha anh em. Thì bé này là một bé hai bách ha. Nó là hai bách thôi, nhưng mà anh em mình có thể thấy là cái ánh kim á, cái độ leo của nó rất là cao luôn, hầu như là leo hết hàng năm rồi mọi người. Nó lồng vẫy nói chung là rất là vàng luôn. Thì bé này size khoảng 48 á, 48 49 vậy mọi người. Em báo size là chuẩn ha. Nhiều khi lệch thì chắc nó cũng lệch tầm khoảng chút xíu thôi. 1 2 xăng vậy mọi người. Mắt môi là chuẩn chỉ nè, đầu muỗng ha. Đó, body hai bách thì body phải nói là rất là đẹp luôn. Tại vì mấy con này anh em mình chơi body mà. Đó, càng dài thòn nè, qua vai sâu luôn. Ba khấu đuôi rất là to, rất là khít ha. Thì bé này em muốn chia sẻ lại cho anh em mình với số lúa là 3 củ 2 ha. Đó, 3 củ 2 cho một bé hai bách size khoảng 48 49 xăng vậy mọi người. Chung là giá cả tương đối là ok ha. Rồi, tiếp theo là một bé 24k ha. Thì bé này size khoảng 45 46 cm. Đó, body với nó rất là ok luôn. Càng cũng dài thòn nè, đuôi cũng rất là to ha. Thì cái này, con này thì em mới về nên nó cũng chưa có được bung lắm. Với lại cái một phần là em đóng vận chuyển mọi người, đóng như bọc á. Thì nó có bị dập khoảng 4-5 cái nang ở dưới nè. Anh em mình để em quay kỹ cho anh em mình xem. Đó, nó dập khoảng 4-5 cái gì á. Anh em mình về mà dưỡng á, thì em sẽ chia sẻ là cho anh em mình với số lúa và cực kỳ mềm ha. Thì bé này thì muốn chia sẻ cho anh em mình với số lúa là 2 củ 2. Đó, một bé 24k blue ha. Ánh tím nó rất là đậm luôn. Bé này anh em mình về mình thả phông đen chơi là vô tư luôn mọi người. Càng dài đuôi to nè, mắt môi chuẩn chỉ nè. Đó, nó chỉ bị lỗi mấy cái nang thôi. Anh em mình để vậy nó vẫn lành ha. Hoặc là anh em mình có thể cắt cho ra nang mới luôn. Rồi ok, 2 củ 2 nha anh em. Rồi, clip em thì chắc cũng xin tạm dừng ở đây luôn. Thì anh em nào mà mình yêu quý em á, có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Còn anh em nào mà mình có thắc mắc về cá rồng á, thì có thể để lại bình luận ha. Em sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người luôn. Rồi ok, thì clip em cũng xin tạm dừng ở đây. Thì hẹn gặp lại anh em ở clip sau, với những con cá đẹp hơn. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người.